Chào các bạn nha. Rất vui được đón tiếp mọi người đến với kênh của Năm Súng. Hôm nay thì Năm Súng sẽ giới thiệu với các bạn món gà chiên nước mắm. Món gà chiên nước mắm thì không lạ lắm gì với mỗi chúng ta, là một món khoái khẩu rất nhiều người yêu chuộng, và đặc biệt là trên những bàn tiệc lớn nhỏ ha các bạn. Và bên cạnh những cách chế biến đơn giản như là luộc hấp á, thì món gà chiên nước mắm nó có cách làm phức tạp hơn một chút, nhưng bù lại thì nó có vị ngon, đặc trưng, đậm đà và hấp dẫn luôn ha các bạn. Và khi mình thưởng thức món gà chiên nước mắm thì mình sẽ cảm nhận được là cái vị săn chắc ngọt của thịt gà cũng như cái mùi thơm hòa quyện cùng nước mắm. Và để làm được cái món ăn này thì các bạn phải chọn thịt gà tươi, ngấm đều gia vị, lớp da gà phải vàng óng, có độ giòn, dai vừa đủ, đi kèm với đó là nước mắm ngon. Và đây là món gà chiên nước mắm của năm mới vừa chiên đây này các bạn. Rất là ngon ha. Mời các bạn cùng vào bếp và làm với Năm Súng coi cách làm như thế nào nha. Và đây Năm có một con gà này các bạn. Năm sẽ sử dụng những phần thịt nạc ngon để mình làm món gà chiên nước mắm nha. Và đây là cái phần thịt mà Năm đã rửa sạch rồi và đã chặt ra thành những miếng vừa ăn như thế này. Tiếp tục thì các bạn cùng làm tiếp với Năm nha. Và những thành phần để mình làm món gà chiên nước mắm ở đây thì Năm có một củ tỏi cũng như là một ít gừng, và 4 muỗng đường, 4 muỗng nước mắm, một chút bột ngọt, bột nêm, ớt bột, tương ớt, dầu hào, cũng như là sẽ sử dụng một ít rượu trắng nha các bạn. Đây là rượu trắng nè các bạn. Và khi mình đã rửa gà thật sạch rồi bằng nước lạnh thì cái công đoạn kế tiếp thì các bạn sẽ rửa một lần nữa bằng rượu trắng. Năm sẽ cho vào đây một chút rượu trắng nha các bạn. Kế đến thì Năm sẽ cho vào đây là cái phần gừng đập dập nha các bạn. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng muối. Sau đó thì Năm sẽ nấu một ấm nước sôi. Và Năm sẽ đổ phần nước sôi cho nó ngập gà để mình ngâm khoảng 15 phút rồi mình sẽ vớt ra nha các bạn. Cái cách làm này thì giúp cho miếng gà của chúng ta sẽ săn chắc hơn và không còn cái mùi tanh của gà nữa. Và nếu các bạn không muốn làm theo cách này thì cũng có thể các bạn sẽ rửa thật sạch bằng gừng và rượu, muối. Sau đó các bạn sẽ đem đi hấp thì cũng được nha. Nhưng mà với Năm thì Năm muốn rửa lại bằng nước sôi theo kiểu này. Thì tùy theo mỗi người nha các bạn. Tiếp tục thì Năm sẽ lột vỏ cái phần tỏi này cũng như là sẽ băm nhuyễn nha các bạn. Và cái phần tỏi này tùy theo các bạn, cũng không có cần thiết là phải băm nhuyễn quá, vừa phải thôi. Và đây là cái phần nước mắm cũng như đường Năm đã chuẩn bị từ lúc đầu là 4 muỗng canh đường. Bên cạnh đó là chúng ta cũng sử dụng luôn 4 muỗng canh nước mắm. Thì Năm sẽ bỏ phần nước mắm này vào với chén đường luôn. Kế đến thì Năm sẽ cho vào đây là một muỗng dầu hào nha các bạn. Và Năm sẽ sử dụng một muỗng ớt bột. Tiếp tục thì Năm cũng cho vào đây là một muỗng canh tương ớt. Thì cái phần ớt bột và tương ớt này thì tùy vào khẩu vị của mỗi gia đình. Nếu mà nhà mình có em bé trẻ nhỏ thì chúng ta cũng không nên sử dụng. Nhưng mà thật ra thì Năm thấy ớt bột này nó cũng không có cay lắm nha các bạn. Nên tùy theo mỗi gia đình nha. Và sau khi mình để phần gà này ở trong cái phần nước sôi này mình đã ngâm được khoảng 15 phút rồi.
Thì chúng ta sẽ vớt cái phần gà này qua một cái thố để cho ráo nha các bạn. Công đoạn kế tiếp là chúng ta chuẩn bị ướp gà nha các bạn. Năm sẽ chuyển qua bên cái thau inox này để cho nó rộng rãi, dễ ướp gà hơn. Và Năm sẽ sử dụng ở trong này là nửa muỗng bột ngọt nha các bạn. Và sẽ sử dụng là một muỗng muối nha các bạn. Và Năm cũng sử dụng một muỗng cà phê bột ớt trong cái phần ướp gà này luôn. Kế đến thì Năm cũng cho vào đây là một muỗng dầu hào nha các bạn. Và trong này thì Năm cũng sử dụng 1 phần 3 muỗng bột nêm đó các bạn. Và cái phần gà này là 1 kg nha các bạn. Và cái phần gà này khi chúng ta ướp xong rồi, chúng ta sẽ để ở đây khoảng từ 20 đến 30 phút sau thì chúng ta sẽ bắt đầu chiên. Và đây là phần gà mà Năm đã ướp được 30 phút này các bạn. Thì chúng ta bắt đầu chiên nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bật bếp và để giờ chảo lên cho nóng. Và khi chảo nóng thì chúng ta sẽ cho phần dầu vào. Và mình chiên gà, chiên nước mắm này thì cần dầu nhiều hơn. Do vậy nếu có thể thì các bạn sẽ cho dầu nhiều một chút, hoặc là ngập gà thì sẽ ngon hơn. Và bây giờ thì chảo dầu đã nóng rồi, chúng ta lần lượt cho những miếng gà vào chiên nha. Và khi chúng ta chiên gà thì các bạn nhớ là mình để cái lửa vừa thôi nha. Nếu mình để lửa lớn thì nó sẽ khét bên ngoài mà bên trong thì chưa chín nha các bạn. Và các bạn cũng thăm chừng và coi phần gà cho nó chín đều hai mặt. Mình sẽ trở tới trở lui để cho chín đều hai mặt nha. Và lúc này thì các bạn nhìn những miếng gà nó đã vàng ươm, rất là đẹp, rất là ngon ha. Nhìn quá là hấp dẫn. Như vậy thì chúng ta sẽ gắp gà ra thôi. Tiếp tục thì chúng ta bắt đầu để chảo dầu lên bếp và mình sẽ phi cái phần tỏi này cho thơm. Các bạn thấy nó vàng rồi chúng ta sẽ tắt bếp, nhưng mà đừng để vàng quá nha các bạn. Sorry mọi người, cái khúc mà Năm lượt tỏi á thì Năm quên bấm máy nên mất cái khúc đó, mong mọi người thông cảm nha. Thì Năm sẽ lượt tỏi và cái phần dầu ở trong tỏi á thì Năm sẽ cho vào cái chảo này. Và kế đến thì Năm sẽ cho cái chén mà nước sốt nước mắm mà hỗn hợp đó mình đổ vào đây luôn. Và các bạn sẽ nấu cho cái phần hỗn hợp này nó kẹo nha. Các bạn thấy như thế này là được rồi nè. Sau đó chúng ta sẽ cho toàn bộ cái phần gà vào đây. Ui, các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Quá là ngon luôn ha. Trời ơi, cái màu nó vàng ươm ống luôn. Đã ơi là đã luôn đó các bạn ơi. Và các bạn sẽ trộn đều cái phần sốt trong nước mắm này cho nó hòa quyện với lại phần gà là được. Như vậy là cái phần gà của chúng ta đã làm xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn không? Quá ngon luôn hen. Giờ thì Năm sẽ trưng bày ra dĩa và mời các bạn cùng thưởng thức với Năm Súng nha. Món này thì trưng bày cũng khá hấp dẫn ha các bạn. Chỉ cần lót một ít rau xà lách hoặc một ít rau xà lách son ở xung quanh cũng khá là đẹp mắt. Và ở trên mặt thì chúng ta sẽ rắc cái phần tỏi mà mình để riêng hồi nãy đó các bạn. Và các bạn biết không, khi mà ăn cái miếng gà này thì Năm cảm nhận được là nó ngon, ngọt và dai, vừa độ vừa phải. Cũng như nó hòa quyện với cái phần nước mắm bên trên thì gắn vô cái miếng tỏi phi á, nó giòn và thơm. Ngon ơi là ngon luôn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của Năm Súng nha. Các bạn thấy thích video này thì hãy cho Súng một like, một share, một đăng ký kênh để theo dõi video sau của Năm Súng nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.